chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì trả lời của một số bạn đọc để lại comment ở phía dưới của YouTube. Thì câu hỏi của vị khách hàng như thế này: luật sư ơi, nhờ luật sư tư vấn giúp, trong thời gian chờ hòa giải tại tòa án lại có thông báo mở rộng lộ giới đơn giá, thì tôi phải làm sao? Chờ tòa hòa giải hay làm thủ tục đền bù nhà đất? Câu hỏi anh đưa ra rất là khá hay, và tôi cũng muốn đưa lên để phân tích, để mổ xẻ. Chương trình Dân ta phải biết luật ta thì đa dạng lắm quý vị. Đa dạng vì sao? Có những cái câu trả lời rất là đơn giản. Luật sư ơi, ly hôn gồm có những thủ tục nào? Luật sư ơi, em có được chia tài sản trong ly hôn hay không? Hoặc là những cái câu hỏi mà tôi cũng không biết trả lời như thế nào. Có một vị khách hàng đưa cho tôi tổng cộng là 8 bản án, có cả giám đốc thẩm nữa. Cho nên cố gắng trong khả năng vấn đề nào giải quyết được thì cũng muốn trải lòng trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Trả lời với anh như thế này: tại vì anh không nói với tôi rằng là vụ kiện nó như thế nào, thì tôi sẽ đưa ra hai ví dụ anh ạ. Ví dụ thứ nhất là trong trường hợp anh chị em mà khởi kiện chia thừa kế quyền sử dụng đất, ba mẹ chết để lại là 1.000 m², trên đó có hai anh em. Ông em quản lý sử dụng mà bây giờ tên vẫn còn là của ba mẹ, nhưng mà ông vẫn quyết định không chia. Và cuối cùng thì người anh phải khởi kiện đến tòa chia thừa kế quyền sử dụng đất. Thì trong cái quá trình chia thừa kế quyền sử dụng đất thì bây giờ theo cái ước lượng thông thường thì 1.000 m thì mỗi người 500 m. Đang hồ sơ tại tòa, tự nhiên cái phần diện tích của cha mẹ đó rơi vào giải phóng mặt bằng hết 200 m. Ông bồi thường giải phóng mặt bằng trong trường hợp này như thế nào? Ông mới gọi các bên lên, thì các bên hỏi chứ 200 m² vậy này ai nhận? Chờ thôi. Thì tôi cho rằng nếu trong trường hợp phát sinh tình tiết là bồi thường giải phóng mặt bằng với cái phần diện tích 200 m² này, thì chúng ta sẽ có một cái văn bản hoặc là cái đơn tường trình đến tòa án. Tòa ơi, trước đây tôi khởi kiện, và trong trường hợp này nguyên đơn trình bày cũng được, bị đơn cũng được, người có quyền và nghĩa vụ liên quan cũng được, miễn như thế nào mà họ cho tòa thấy rằng là cái quyền sử dụng đất trước đây là 1.000 m, hiện tại nó bị gọi là giảm 200 m với lý do đang nhận tiền bồi thường. Mình làm một tường trình đến tòa. Tòa ơi, ví dụ như bây giờ là nguyên đơn nhé, nguyên đơn khởi kiện lên tòa. Tòa ơi, trước đây tôi có khởi kiện người em của tôi để yêu cầu là 500 m² tương ứng với bao nhiêu đó. Tuy nhiên thì hiện tại thì theo tôi được biết là ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 4 chẳng hạn đưa ra và bồi thường cái số tiền là 200 m với cái giá là 3 tỷ chẳng hạn. Bây giờ thì tôi cũng tường trình toàn bộ nội dung, kính mong tòa triệu tập cái ông ban bồi thường giải phóng mặt bằng vào để cho vụ việc nó toàn diện đầy đủ. Toàn diện và đầy đủ anh ạ. Bây giờ trở lại thêm một cái ví dụ nữa nha. Hồi nãy tôi nói đưa ra về ví dụ thừa kế rồi, bây giờ tôi thêm một cái ví dụ nữa là tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tôi mua một cái nhà với cái giá là 500 triệu. Tôi đã thanh toán cho họ tới 400 triệu rồi mà họ vẫn không có giao nhà cho tôi. Bây giờ tôi khởi kiện yêu cầu tranh chấp hợp đồng mua bán nhà và tôi thanh toán cái phần còn lại cho họ. Hai bên cái mua cái nhà là
200 mét. Tuy nhiên là đường giải phóng mặt bằng con đường thì điều chỉnh hết 50 mét. Vậy trong trường hợp này, hồ sơ hiện tại đang ở tòa, nguyên đơn là tôi bảo tôi thanh toán được là 400 triệu trên 500 triệu rồi, số tiền đền bù này tôi được nhận. Cái ông bị đơn ông bảo rằng là giấy tờ vẫn mang tên tôi, số tiền đền bù này đáng lẽ tôi được nhận. Mình không có chờ, mình không có hòa giải, mà mình sẽ cung cấp cái thông tin hiện tại đang có. Tôi cho rằng là tình tiết mới phát sinh để đưa vào tòa. Tôi trong quá trình tôi đi khởi kiện như vậy thì tôi được biết là Ủy ban Nhân dân quận 5 đang có cái giải phóng mặt bằng con đường này, nó rơi vào đúng cái nhà mà tôi mua. Vì khi mà cái nhà mà tôi mua như vậy thì tôi yêu cầu bổ sung mời ban bồi thường giải phóng mặt bằng vào để tham gia, để cho vụ việc được toàn diện. Sau này tòa án sẽ mời các bên lên. Bây giờ hồi xưa các bên giao dịch là 500 triệu ha, hiện tại là đất đang bồi thường giải phóng mặt bằng thêm 200 triệu. Thì bây giờ phương án các ông các bà có hòa giải không? Nguyên đơn bảo không, bị đơn bảo không, thì tòa xử điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thời điểm này còn lại bao nhiêu, giảm lại bao nhiêu cái số tiền trong bồi thường, thì tòa sẽ tính trên cái mức độ lỗi của các bên. Thưa quý vị và các bạn, có những cái câu hỏi mà tôi rất là thích vì nó mang một cái tính chất lập luận, suy đoán và đưa ra những cái kinh nghiệm cho quý vị và các bạn trong cái quá trình mà đi tòa án. Có một vài khách hàng gọi điện thoại đến bảo rằng luật sư ơi, bây giờ luật khiếu nại tố cáo là như thế nào, là như thế nào? Dạ xin thưa với anh, tôi là luật sư. Còn nếu như trong trường hợp anh đánh bộ luật dân sự ra thì anh sẽ thấy, anh sẽ đánh bộ luật khiếu nại tố cáo trên mạng, search Google nhiều lắm. Cho nên cũng xin thông cảm cho luật sư, tôi chỉ là người có kinh nghiệm, và với kinh nghiệm này tôi san sẻ đến cho quý vị và các bạn, chứ tôi không đưa cho quý vị và các bạn một cái nếu tôi in sách một cách rất là khô khan thì quốc hội đã làm rồi, mà mình với một cái cá nhân tôi không thể làm nổi. Kết một cái câu chuyện này tôi kể cho quý vị và các bạn nghe. Tôi có một cái ông khách hàng, ông cầm cái bộ luật dân sự năm 2005 đó, ông ra ông bảo luật sư ơi, tôi muốn luật sư tư vấn cái điều 100 của luật dân sự. Tôi mới cười, tôi nói điều 100 của bộ luật dân sự hả? Nhưng mà luật sư thì chưa bao giờ tư vấn, nhưng nếu tư vấn là phải có phí. Thôi thì bây giờ tôi mới lật ra điều 100, tôi biết cái sự việc như vậy. Và sau khi gửi mở thì tôi nói chú ơi, cũng có thể rằng là mình sẽ áp dụng những cái điều luật đó. Tuy nhiên các bạn biết rồi, luật Việt Nam gồm có luật, nghị quyết, nghị định, thông tư. Và không có thể ai nói rằng là tôi có thể thuộc tất tần tật các điều luật. Chỉ khi nào mình làm nhiều, mình đụng nhiều và mình quen và mình áp dụng thôi. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ trong cuộc sống thì chúng ta hãy trao nhau những gì chúng ta đang có. Đó là cái thông điệp của tôi. Tôi mong muốn quý vị và các bạn gặp lại tôi trong những cái thái độ rất là nhân văn của cuộc sống. Tôi tự hứa với lòng và tôi cam kết với quý vị và các bạn, tôi sẽ tư vấn một cách công bằng. Những cái kinh nghiệm mà tôi có được, đúc rút được trong quá trình hành nghề là của tôi. Và nếu quý vị và các bạn cần gì đó về kiến thức pháp luật nằm trong lĩnh vực của tôi sẽ giúp quý vị và các bạn. Chúng ta thỏa thuận như vậy nha.
chào quý vị và các bạn.